Đây, chào mọi người nha, em còn cây 260 này, Sinowa 260 34 ly ha. Con này thì về nó đổi xanh nổ luôn mọi người. Đổi xanh vô thử nổ luôn. Chết là chết tự động. Máy có đề nha, máy có đề. À, mọi người nghe này. Tại vì pin nó gần hết rồi nên là đề nó không nổ ra được vậy. Tiếng pin nó kích, nó vẫn kích sạch mọi người. Không nổ được do tại yếu pin quá nên phải giật phải làm nổ. Nổ dòng tan là tan hết này. 260 ba tự ly nha, này nó vừa giật vừa đề nha mọi người. Xin qua shop này nó đẹp lắm. Và thì nó đẹp khỏe là gần 90% luôn. Xin đâu qua hàng hệ hàng xịn nha mọi người. Chế hai kim nè, chế tới đỏ tự động nè, bật chế nè, lên ra là tự nhảy nè. Đó, tự nhảy ha. Chế hai kim xài rất là vip, con này xài lợi xăng lắm mà nó bốc lắm, tại vì chế hai kim á. Con này đổ xăng vô nổ luôn nha mọi người. Đó, em đổ xăng nổ luôn. Đề đây, công tắc đề. Về mình có thể là về kiểm tra pin xong mình sạc pin lại hoặc là mình thay pin ha. Đó. Em thấy pin này nó còn kít thì có thể sạc lại. Bò còn cái này thì cái khung ba lô của nó bị gãy mọi người thì mọi người về chế cũng được ha. Chế một cái miếng chế một cái sắt chế một cái sắt vòng cung á, vòng cung qua rồi mình cột cái dây ba lô. Thì cái dây ba lô thì em xem còn cái nào thì em cho cái dây ba lô đi theo ha. Xin đâu qua SK260 thôi, máy in Japan. In Japan nha, in Japan. Tấm này tấm nhôm xài là vô tư. Đúng ra con này nó rất là mới, nó còn cái tem bán hàng luôn nè, mà cái tem nó bị sứt thôi. Tấm nhôm này là xài vô tư không có hư nha, 260 ba tư luôn. Bô thì quá đẹp mọi người. Con này đẹp lắm. Còn xăng nổ luôn. Giật nhảy nổ lắm mọi người. Này, công tắc này, off này, on. On bật nè. Đề nó không có đủ pin nên nó không có kích nổ được. Cái thứ hai nữa là ổ giật này trợ lực nha. Nó trợ lực giật cực kỳ nhẹ luôn. Nó tích hợp với pin nè, cực kỳ nhiều. Con này đẹp 90% vệ sinh ra. Nghe kỹ ha, thì thôi con này thì hàng này ít có lắm, ít có hàng ngon lắm, ít có hàng đẹp. Con này để cho mọi người xả nha, xả con này 1,1 triệu nha mọi người. Con này 1,1 triệu bao ship nha, 1,1 triệu bao ship toàn quốc. Máy là có sao bán vậy ha, máy là mồi. Máy là còn xăng nổ thì em nói con xăng nổ nha, chứ máy này chưa dọn ha. Con này về khỏi con dọn, con này về chỉ được đổi xăng dùng thôi. Tại này chắc Minh Nhật đang dùng quá đẹp. Tâm này thì không bao giờ hư nè. Tâm này tâm nhôm 1,1 triệu bao ship 260 34 luôn.